Thưa quý vị, sau đây là một số ý kiến của đại biểu Quốc hội khóa 15 đánh giá về công tác nhân sự và bày tỏ kỳ vọng đối với ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội khóa 15. Việc làm công tác nhân sự này thì cũng đã được là Đảng đã lựa chọn chứ. Và ở đây giới thiệu ra thì Quốc hội ở các cái đoàn ấy cũng đã là có cái sự thảo luận về từng cái chức danh, về các cái quy trình thì rất là chặt chẽ, đảm bảo với lại cái quy định mà chọn những cái người về cái tiêu chuẩn là xứng đáng, về có cả cái tâm lẫn cái tầm để đưa vào những cái vị trí mà được xác định trong cái bộ máy nhà nước. Tôi đánh giá rất là cao Chủ tịch Quốc hội, đặc biệt là số phiếu tín nhiệm 100% đại biểu có mặt thì cũng đã thể hiện được cái sự tin tưởng và uy tín của Chủ tịch Quốc hội nhiều kỳ này. Đồng chí cũng đã trải qua rất là nhiều cương vị, ở nhiều đều hoàn thành xuất sắc các cái nhiệm vụ ở cương vị của mình. Hy vọng đang trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch cũng sẽ lãnh đạo, cũng có nhiều cái cải cách và đổi mới. Với những cái kinh nghiệm của đồng chí tân Chủ tịch Quốc hội đã từng công tác ở nhiều lĩnh vực và đã hoàn thành tốt, từ cái vị trí từ là Phó Thủ tướng Chính phủ, rồi về Bí thư Thành ủy Hà Nội, rồi cũng đã nhận chức Chủ tịch Quốc hội nửa cuối nhiệm kỳ khóa 14, đặc biệt trong lĩnh vực lập pháp, lĩnh vực điều hành và quản lý đất nước. Do vậy đấy, thì tôi kỳ vọng rất lớn là cái nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 với cái kinh nghiệm có được của bản thân đồng chí tân Chủ tịch cũng như cái sự tâm huyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của các vị đại biểu Quốc hội để hoàn thành cái sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó.